có thèm món gì không để tao mua cho mày ăn nha đó là câu nói ám ảnh nhất mà không ai trong đời muốn được hỏi mẹ sơn á thích uống bí đao lon lắm mà bà bị tiểu đường á lâu lắm rồi nên bác sĩ không có cho uống rồi một hôm trong bệnh viện á bác sĩ nói mẹ có thèm món gì á thì cứ cho mẹ uống đi sơn khoảng một tuần sau mẹ sơn mất căn phòng mắt nhất không phải là phòng khách sạn năm sao mà là phòng trong bệnh viện sự thật đó là từ lúc mà chứng kiến ranh giới sống còn mong manh chỉ cách nhau đúng một hơi thở thì sơn mới nhận ra cuộc sống này vô thường đến mức nào và cũng từ đó sơn ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe đến giường nào đặc biệt đó, khi mình là trụ cột của gia đình cột mà ngã thì nhà nào mà trụ được bạn có thể bớt một bữa ăn nghỉ một chuyến du lịch không mua một cái túi đẹp cũng không sao hết nhưng đừng bao giờ bỏ khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm dù sơn mới ngoài ba mươi nhưng mà năm nào cũng phải khám hết á Sơn cũng đã thử nhiều nơi và thấy bệnh viện Tâm Anh là một trong những nơi có cơ sở vật chất tốt, không gian rộng rãi, thoáng mát, quá trình khám rất là nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu. Hồi trước Sơn có khám ở cơ sở Tân Bình cũng rất là ưng rồi. Nay nghe Tâm Anh mở thêm cơ sở bên quận 7 gần nhà mà lại rất là lớn nữa, nên đợt này là Sơn ghé khám ở bên đây luôn. Vẫn là sự vui vẻ nhiệt tình của các bạn nhân viên. Đi đến đâu cũng có người thăm hỏi, tận tình tư vấn chỉ đường, bác sĩ tư vấn kỹ nè, nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ. Đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế đều là những người giỏi cả. Như là nay Sơn khám bác siêu anh bác sĩ nội tiêu hóa bác là ở bên bệnh viện đa khoa tâm anh ở tân bình sang bác nói là tuần bác có lịch trực khám mình này hai ngày còn lại là khám ở bên cơ sở tân bình ở đây được trang bị đầy đủ các thiết bị chuyên sâu thế hệ mới nhất luôn chi phí khám bệnh nó có một trăm à ý là sơn chưa có bảo hiểm y tế đó có là trừ ra nữa đăng ký thì nhanh chóng và dễ dàng sơn được hướng dẫn đo chiều cao cân nặng huyết áp tiếp theo là sơn gặp bác sĩ để mà trao đổi phòng chờ cũng rộng rãi thoải mái đẹp đẽ và dễ chịu lắm có bản thông tin rõ ràng trước phòng chờ nên mình có thể biết khi nào đến lượt mình qua trao đổi thì bác sĩ biết là sơn muốn kiểm tra chức năng gan nên đã chỉ định đi các phòng cần thiết để mà kiểm tra chính xác á thì sơn có đi lấy máu nè mà các bạn làm cũng êm tai lắm chứ không có đau nha. Sơn cũng được chỉ định đi siêu âm. Thấy bác sĩ siêu âm cũng rất là kỹ càng nha. Dù không có chuyên môn lắm nhưng mà vịn dàn máy đây á thấy đã và hiện đại thiệt. Ngoài khoa tiêu hóa thì ở đây cũng có nhiều chuyên khoa khác và cũng có khu vip với sảnh chờ và t y như là khách sạn năm sao trong lúc mà đợi kết quả xét nghiệm thì sơn có xuống căng tin chu cho căng tin này đẹp hiện đại và thoải mái y như quán cà phê vậy á ở phía trước còn có không gian mở cho mình hít thở không khí trong lành nghỉ ngơi thư giãn lấy máu xong là mình có thể ăn uống được rồi cái lúc mà đăng ký khám á là ở đây tặng phần sữa và bánh thì lúc này sơn lấy ra ăn luôn ở đây cũng có những cái máy bán nước tự động và những cái ghế massage tự động như này nữa nè theo sơn để đổi lấy sự thoải mái tiện nghi và yên tâm về sức khỏe thì một năm bỏ ra hơn hai triệu như vậy cũng rất là xứng đáng chỗ sơn khám là bệnh viện đa khoa Tâm Anh ở quận 7, nằm ở 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với siêu thị Lotte Mart quận 7. Đường đi đến đây thì rất là thông thoáng, không có kẹt xe. Bệnh viện thì có chỗ đậu xe ô tô và xe máy thoải mái rộng rãi. Bước qua nhiều sóng gió, bạn sẽ thấy đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là bình yên. Sơn thương chúc cho ai xem được clip này sức khỏe và niềm vui bên gia đình nha. Mãi yêu.